ta chakawali suata gacchanduri vata sathamang buni rajasa sunantu sakhamukhadang thamma savanakalu vayam padanta thamma savanakalu vayam padanta thamma savanakalu vayam padanta arahang sama samputho bhagava putang bhagavantang phikwalimi Svakhato Bhagavata Thambo Thammang Namasami Bhagavato Savaka Sankho Sankhang Namasami Để Đức Tôn Bậc và Thầy của Chư Thiên và Nhân Loại. Đệ tử xin thành kính đã lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn có công năng hướng thượng. Đệ tử xin thành kính lễ chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn Bậc Thiện Hạnh là phước điều vô thượng ở đời. Nguyện học toàn thể quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt trong lễ hội dân y chùa Thành Phước sáng hôm nay mong cho tất cả được sáng vui tiến hóa tu hành tinh tấn thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa quý vị, đã trải qua nhiều năm đến chùa để thuyết pháp trong cái cuộc lễ dự y này. Không khí ở đây rất là mát mẻ và một ngôi chùa nằm ở trên đồi cao, lộng gió, có cây bóng mát, thật là lý tưởng. Phật tử địa phương chúng ta có được một ngôi chùa như thế này cũng là một điều hỷ. Và chỉ còn có mỗi một việc là chúng ta cố gắng chúng ta tu tập dung bồi các cái công đức phước báo. Chúng ta đã trải qua hơn nửa mùa dân y, chỉ còn có khoảng chừng 9 trong mùa dân y này, sư đã đi từ chỗ này sang chỗ khác để thuyết pháp cho chư quý Phật. Hôm nay đương nhiên là trong hội chúng chúng ta, các vị tu nữ ở nơi xa đến, ở Đồng Nai đến, rồi các Phật tử thành phố Hồ Chí Minh cũng có đến. Chứ tuy nhiên, cái đề tài của thời pháp chắc chắn sẽ đem lại cho quý vị nhiều lợi ích nếu như chúng ta có tâm nghe pháp. Ba tài sản gọi là sampatti ở đây, thưa quý vị, trong cái cuộc sanh tử luân hồi này, nếu thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ thành tựu được hai loại tài sản trong cái vòng, đó là núi xá samadhi và tài sản chư thiên gọi là dipa samadhi.
Và nhờ cái sự tu tập, chúng ta sẽ cuối cùng thành tựu được loại tài sản gọi là tài sản thánh nhân, gọi là Ambati. Và khi nào mà chúng ta đạt được cái tài sản nhân đó, thì chúng ta sẽ đau và chúng ta sẽ không còn cái sự sanh tử luân hồi nữa. Còn bây giờ thì chúng ta bị để chúng gây dựng cái tài sản thánh nhân, nhưng mà chúng ta luôn luôn phải đi trước là chúng ta tạo được cái tài sản chư thiên. Ở đây trong 31 cõi luân hồi, trong đó có 4 cõi khổ là địa ngục, súc sanh, Tirithana, ngạ quỷ, Peta và Atula, Asura, là 4 cảnh giới. Đây là 4 cái đọa xứ Apaya, Phù Mỹ, mà trong cái cuộc luân hồi sanh tử, chúng ta không ai không có trải qua 4 cái cõi khổ này. Đó là chúng về thân, về khẩu, về ý, chúng ta làm thân ác, khẩu ác, ý ác, chúng ta sống với tà kiến, cho nên chúng ta đi vào sau. Và một khi mà chúng ta đã sanh vào cái cõi khổ, hết cái kiếp sống ở dưới cõi khổ mà chúng ta sanh trở lại làm người đó, thưa quý vị, cũng không phải là chúng ta sung sướng hạnh phúc đâu. Như ở trong cái bài kinh Palamanita Sutta, kinh Hiền Ngu, ở trong trung bộ kinh đó, Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta biết rằng những mà khi đã sanh xuống địa ngục, quả hay là súc sanh, loài thú, thượng cầm hạ thú, và khi mà chúng ta từ cái loài bàn sanh mà chúng ta được trở lại làm người, thì chúng ta cái giai đoạn khổ sở đó là gì? Tức là chúng ta phải làm người nghèo khổ, xấu sắc và bất hạnh như đói khát hoặc là bệnh tật, hoặc là chúng ta gặp những cái tai ương, những cái hoạn nạn, nhất là khi mà từ loài hiếm hợp mà là một người có đầy đủ trí tuệ tiến hóa trong pháp. Thí dụ như bây giờ chúng ta đã lỡ sanh làm cái loài trâu bò, khi lại là người đó thì nó quen cái thói của cái loài vàng xanh, tức là sống theo bản năng chứ không có trí tuệ tiến hóa. Đừng có nói chi là đắc đạo quả. Chúng ta chỉ cần chỉ nói đến một chuyện như thời Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp, có những người ngồi thuyết pháp ngủ gục, có những người tâm kỹ
ở lộ thiên. Có người ngồi thuyết pháp thì cái tay của họ móc đất, khửi khửi đất lên chơi. Có người khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì họ ngồi họ xoay qua trở lại không có yên. Lúc đó tôn giả Ananda sau đó mới bạch hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao lời của Đức Chánh Đạo Giác Giác thuyết giảng vi diệu đặc biệt như vậy mà chúng sanh không có nghe pháp tập trung được? Thì Đức Phật ngài nói rằng, này Ananda, do vì cái thường cận ý duyên, những người mà thuyết pháp ngồi ngủ gục đó, họ đã trải qua nhiều đời sống quá khứ làm loài bàn xanh, như là loài rắn, vân vân. Họ chỉ kiếm ăn no rồi đi kiếm cái chỗ nằm ngủ thôi, cho nên quen cái thường cận ấy đó. Còn người mà ngồi mà ngó mông ở trên trời đó, là những người này trong đời sống quá khứ họ đã quen làm mấy thầy chiêm tinh, xem trời, xem sao trời, rồi đoán điềm. Hoặc là mà họ ngồi mà tay của họ hay móc móc đất, là trong đời quá khứ họ từng sanh làm cái loài côn trùng ở dưới đất, ở chuyên môn đào đất như là những con bọ, cho nên nó quen đi. Còn người mà họ ngồi nghe pháp nhưng mà họ không yên, cứ xoay qua trở lại, nhích tới nhích lui, quẹo đầu quẹo cổ, cái đó là người này trong đời quá khứ từng quen sanh làm loài khỉ, cho nên ảnh hưởng cái thường cận y duyên đó, và bây giờ họ nghe pháp không có tập trung được, và họ phải có những cái cử chỉ, những hành động như vậy. Cái đó là mỗi chúng sanh có cái duyên nghiệp. Cho nên khi mà chúng ta đọc trong kinh điển mà chúng ta gặp những cái trường hợp đó, chúng ta mới cảm thấy sợ hãi. Nếu mà bây giờ chúng ta không có thể nào mà ngồi yên mà tập trung được cái tư tưởng để chúng ta nghe pháp á, thì như vậy chúng ta không có lãnh hội được giáo pháp. Mà chúng ta không có lãnh hội giáo pháp thì chúng ta sẽ không bao giờ biết pháp để mà tu tập. Mà không biết pháp để tu tập thì làm sao chúng ta có thể đạt đến cái phước báo khi mà chúng ta làm phước? Hay là làm sao để chúng ta có thể thiền định để chúng ta đắc được đạo quả? Cho nên ở đây đó, sư muốn ôm lại cho quý vị nghe về cái đề pháp gọi là ba loại tài sản, gọi là ti quy thăng sampatiyo. Ba loại tài sản đó tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng để đạt được. Tuy nhiên mỗi người phải tự mình cố gắng nỗ lực để đạt được cái thứ tài sản đó, chứ không ai ban cho mình được hết. Công pháp cú mà Đức Phật ngài dạy đó, Na tăng ma ta pita anh sammapani thi tăng chi tăng saye so nang tato kare. Điều mà mẹ cha và bà con không ai làm được chính là cái tâm hướng chánh khiến sở hành tốt đẹp. Cho nên mỗi người chúng ta phải cố gắng làm sao để tâm hướng chánh thì chúng ta sẽ thành tựu được, một là cái sự an vui trong kiếp hiện tại từ đây cho đến già, mà cái sự an vui đó cha mẹ không làm gì được. Thứ hai nữa là tài sản chư thiên, tài sản nhân loại mà chúng ta sẽ đạt được trong kiếp tương lai đó, cái đó là do tự bản thân làm cho chúng ta những cái loại tài sản. Thứ ba là tài sản bậc thánh nhân, tức là đạo quả niết bàn, cái này cũng phải do tự mình tạo,
Chớ mẹ cha bà con không ai có thể giúp được cho mình được đâu. Cho nên cái việc tu tập á, là tự mỗi người chúng ta phải cố gắng, nỗ lực. Như vậy thì nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa. Bây giờ thưa quý vị, trước hết là xin nói đến cái sự an vui trong kiếp sống hiện tại. Người Phật là sanh làm cái thân nhân loại. Cái thân nhân loại của chúng ta đó, Kicho Manusapatelepho, khó được sanh làm người. Khi chúng ta đã được sanh làm người rồi thì bây giờ tài sản nhân loại chúng ta có được hay không là cái đó cũng do cái nghiệp phước ở quá khứ của chúng ta đã làm. Mà nhất là không có cái gì quý hơn là cái tài sản hạnh phúc, an vui tinh thần. Cái sự an vui tinh thần đó là cần thiết nhất để chúng ta sống qua ngày đoạn tháng ở trong cái cuộc đời này. Mà cái đó cũng phải do chúng ta hành thiện pháp. Tài sản nó có, khi mà chúng ta sanh ra làm người, chúng ta có cái thân khỏe mạnh, ít có bệnh hoạn, cái đó cũng là cái thứ tài sản của loài người. Chúng ta có cái dung sắc, tức là chúng ta có được cái sắc đẹp của người nam hay sắc đẹp của người nữ, dễ nhìn dễ xem, đó là cái tài sản. Chúng ta có được cái cuộc sống gia đình vui, thuận vợ vợ thuận chồng, cha mẹ biết thương yêu con cái và con cái biết hiếu thảo với cha mẹ, đó cũng là một loại tài sản nhân loại. Mà mấy cái thứ này là phải do nhờ cái phước thôi thưa quý vị. Rồi lại nữa, trong cái phước nhân loại đó, trong cái tài sản nhân loại có một điều nữa là chúng ta được đầy đủ tiền của. Chúng ta có nhà để ở, có quần áo lành lặn để mặc, có thức ăn, thức uống để chúng ta ăn uống, không có sối. Thì nhân loại. Nhưng mà bây giờ chúng ta sanh ra ở đời đó, chúng ta ngồi không mà chúng ta chờ đợi cho cái đó, cái tài sản nhân loại phát sinh đến mình thì chuyện này không có thứ gì. Chúng ta phải tự làm, chúng ta phải tự làm lấy. Nhưng mà nhân loại của khi chúng một lỗ thanh áp phá lá chi với cá, tức là do cái sự siêng năng cần cù làm việc nghề nghiệp mà có. Thứ hai, Punya Phala Chivika, tức là do nhờ phước nó nâng đỡ. Những người mà giàu cho phước cũ có tài sản, nhưng mà khi sử dụng tài sản mở công ty và chúng ta thiếu cái phước hiện tại rồi đó, thưa vị, làm ăn nó sụp đổ hết. Bài ra bao nhiêu là chúng ta bị lỗ lã bấy nhiêu. Cái đó là chúng ta phải tin rằng là chúng ta nhờ có cái phước để nâng đỡ, chúng ta mới ăn nên làm ra. Trong kinh Đức Phật có hai cái nguồn. Một là cái sự siêng năng, học tập nghiệp. Hai là chúng ta phải có cái phước báo dự trữ để dành. Cho chuyện mà làm để đợi, chúng ta làm thân nhân loại, chúng ta có đầy đủ tài sản nhân loại, manusa sampatti. Hai là nếu chúng ta chết, chúng ta tái sanh ở cảnh giới khác là cảnh giới nhân loại, thì chúng ta cũng đầy đủ cái phước báo của con người. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là
Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta là con cưng của Thượng Đế, rồi mình tự nhiên sanh ra là có quý nhân ủng hộ, có quý nhân phù hộ cho, được may mắn, được hanh thông, được tài sản, sự nghiệp. Tất cả đều do cái phước mình đã tạo. Mà cái phước của nhân loại mà chúng ta tạo là chúng ta tạo bằng cách gì? Chúng ta tạo bằng 10 điều thiện pháp và Punya Kriya Quán Thú, là phước nghiệp sự. Các Phật tử chúng ta ngồi nghe pháp, các vị ở dưới đó ngồi nghe pháp nên nghiêm trang một chút xíu. Vì nếu mà chúng ta không có lắng tai nghe pháp ổn quá thì chúng ta đi ra bên ngoài ngắm cảnh, khỏi có ở trong chánh điện làm nó động đến người khác. Ở đây thưa khi có cái tài sản nhân loại đó, một là bố thí, nghĩa là tâm xả tài, chúng ta có, chúng ta dành phần đủ để cho mình sống, còn lại bao nhiêu thì chúng ta biết san sẻ chia sớt cho người khác, hoặc là chúng ta đem đến cúng dường cho các bậc xuất gia, những bậc tu hành vân vân, thì chúng ta được cái phước báo vật chất. Hay là giữ giới, tức là thọ trì năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ba là tu tiến, là chúng ta trong tư tưởng lúc nào cũng là giữ chánh niệm tỉnh giác, hay là chúng ta suy tư về cái cuộc sống sanh tử luân hồi khổ, chúng ta cố gắng suy tư như vậy, gọi là tu tiến. Cung kính, tức là chúng ta sống, bởi vì chúng ta sanh ra ở đời, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta cao hơn mọi người, vì dù sao đi nữa chúng ta cũng là con của cha của mẹ, cháu của ông của bà. Do đó cho nên cha mẹ ông bà là những đối tượng mà chúng ta phải cung kính, chứ chúng ta không nên hỗn ẩu được. Lại nữa, chúng ta hồi nhỏ chúng ta bắt đầu đi vào trường học, chúng ta phải có thầy. Do đó chúng ta phải cung kính các vị thầy. Rồi ở trong láng giềng, trong lối xóm, chúng ta nhỏ tuổi hơn thì chúng ta phải biết kính trọng cái người lớn tuổi hơn. Thì như vậy cái pháp cung kính đó, nó sẽ đưa lại cho chúng ta một cái sự hạnh phúc trong tương lai. Đó là những cái thiện pháp rất đơn giản, nhưng mà có nhiều người không chịu làm. Cho nên chúng ta phải làm. Phục vụ, phục vụ có bây giờ quá chán, chúng ta làm lợi người khác mà chúng ta không cần nghĩ đến cái việc là chúng ta được người khác trả công hay là trả lương cho mình, gọi là thi ân bất cầu báo. Thì khi mà chúng ta làm phước đó, ở bà con lối xóm có cái chuyện hữu sự gì chúng ta hoan hỷ giúp đỡ. Thậm chí khi mà chúng ta ra đường, chúng ta gặp một người già cả hay một em bé, một em học sinh nhỏ, nó muốn băng đi ngang qua lộ nhưng mà xe cộ nhiều quá, không dám đi, thì lúc bây giờ mình có thể mình nhín cái thời gian 1 phút hay là 2 phút gì đó để chúng ta dẫn người đó đi qua đường, làm ơn làm phước giùm. Thì như vậy đó cũng là tư cách phục vụ. Thính pháp, tức là chúng ta nghe pháp, ở chỗ nào có nói thiện pháp, đối Phật ngôn thì chúng ta đi nghe. Thuyết pháp, ở đây nếu là chư tăng tu nữ thì có thể nói pháp cho Phật tử cư sĩ nghe, nhưng mà chúng ta là người cư sĩ, chúng ta không có thể thuyết pháp bằng cách đó, mà chỉ bằng cách là chúng ta gặp nhau, thay vì nói những cái chuyện vô bổ vô ích, chúng ta lại nói cho nhau nghe những cái điều hay lẽ phải, những cái đạo lý, những cái đạo đức ở trong kinh điển vân vân. Thì như vậy đó cũng là cái cách mà chúng ta gọi là thamadisana, tức là nói pháp. Rồi tùy hỷ phước, khi mà
chúng ta làm phước. Thì chúng ta hồi hướng phước cho người khác. Nhưng mà khi thấy người khác làm phước thì chúng ta tùy hỷ theo. Cái đó cũng là tạo phước. Thí dụ ngày hôm nay chúng ta đi đến, thí chủ bỏ tiền ra để mua sắm y cà sa và vật dụng cúng dường đến chư tăng. Chúng ta đến chúng ta có thể hùng phước một bộ y hay là một món vật dụng nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta đi đến để chúng ta nghe pháp thôi, tham dự cuộc lễ thôi, thì bây giờ quý vị có thể là tùy hỷ phước với thí chủ đã làm. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng Ye tattha anubodhanti vayya vacchang karoti va nati na dakkhino una ti pipunya saphakino. Tại cái cuộc làm phước, thí chủ tạo phước, thí chủ cúng dường cũng có phước. Mà người phục vụ cho cái cuộc lễ, tiếp tay sắp đặt bàn ghế hay là giữ an ninh trật tự hoặc là lo cái việc ẩm thực, người đó gọi là quay gia quay trá cũng có phước. Mà nếu chúng ta đứng ở ngoài, chúng ta tùy hỷ anubodhana, tức là vui thích theo cái việc làm phước của người khác, cái đó thì chúng ta cũng có phước. Cho nên các Phật tử chúng ta có thể làm phước được. Và thứ 10 nữa là cải chánh tri kiến, là bao giờ quý vị, chúng ta luôn luôn chúng ta phải hiểu biết rằng hễ cái tâm suy nghĩ đúng thì mới hành động đúng được. Cái tư tưởng có đúng đắn thì chúng ta mới làm việc đúng đắn và nói lời đúng đắn. Cho nên ở đây là chúng ta phải cải chánh cái tri kiến của mình cho nó tốt đẹp. Thì như vậy bố thí thì giới tu tí cung kính phục vụ, thính pháp thuyết pháp, hồi hướng phước tùy hỷ phước và cải chánh tri kiến, đó là 10 điều làm phước để đưa đến tài sản nhân loại trong tương lai. Và ngay trong hiện tại này, thân nhân loại này, chính do những cái điều làm phước này, nó sẽ giúp cho chúng ta được thành tựu, gìn giữ được cái tài sản nhân loại mình đã có. Rồi bây giờ sư lại nói đến cái tài sản của chư thiên. Chư thiên là gì? Ở đây thưa quý vị, chữ Nippa ở đây đó, hay gọi là Sadevaka, tức là bao gồm cả chư thiên và phẩm thiên. Chư thiên là những chúng sanh, những loài hóa sanh ở trên các cái cung trời, tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất, quá lạc thiên, tha hóa tự tại, trên sáu cõi trời dục giới đó. Những vị chư thiên này do đời trước đã tạo những công đức gì mà bây giờ được như vậy, và được tài sản như chư thiên là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cõi là một vị trời một là vị trời đó có đủ cái tuổi thọ, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chư thiên là bao giờ cũng có tuổi thọ nhất định đâu. Có những chúng sanh trong đời quá khứ làm phước căn bản thì cõi như cõi trời đau lợi tuổi thọ tới 3.600.000 năm ở cõi người của chúng ta, vì họ sống được một, và cứ 100 năm ở cõi nhân loại chúng ta là một ngày một đêm ở trên đó, cho nên tuổi thọ cao lắm thưa quý vị. Mà có những chư thiên trong đời quá khứ chỉ ở thiện nho nhỏ thôi, sanh về cõi trời
vị chư thiên đó nếu mà không có biết tạo phước thêm đó, thì vị đó sau khi sanh lên cõi chư thiên, xong hết phước vẫn như ngọn đèn. Chúng ta đổ một đầy một bình dầu thì nó cháy luôn cả ngày cả đêm. Còn nếu mà chúng ta chỉ cho một chút ít dầu để nó đủ thấm cái tim đèn, thì như vậy nó cháy cạn cái dầu đó, nó mau cạn lắm, thì lúc đó là đèn tắt chư thiên quý vị. Cho nên sanh lên cõi chư thiên được tài sản, một là tuổi thọ, hai nữa là dung sắc. Đừng có nói rằng chư thiên đều có cái thân tướng đẹp giống như nhau, có đâu. Tùy người. Có những vị chư thiên thân tướng rất đẹp, có những vị chư thiên thân không đẹp. Dung sắc rồi hào quang. Sanh làm chư thiên, có người hào quang sáng, có những người hào quang ít, có những vị chư thiên hào quang ít. Sanh làm chư thiên có đầy đủ thiên lạc, tức là thiên sắc, thiên tinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, tức là sắc đẹp, tức hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, là tùy theo người nha. Có người ở dưới này mà làm phước rộng rãi đó, làm phước dồi dào thì sau sanh lên có thiên lạc đầy đủ. Còn nếu mà làm phước kém kém đó thì thiên lạc ít lắm thưa quý vị. Dương vua Bá Sên đã đi, ông nghe tôn giả của Kumarakassapa thuyết pháp xong, ông ta bỏ tà kiến, cái ông ta nghĩ đến cái chuyện làm phước, nhưng mà ông ta không có quen làm phước, cho nên ông ta nghĩ rằng mình là vua mà, liền bảo cái vị quan Khanh Hải xuất của kho ra làm phước. Thì vua kêu lấy gạo thóc, cái nào mà nó cũ nó hư á, nghĩa là gần bỏ rồi đó, mà đem bố thí. Vải vóc, cái nào nó cũ rồi đem ra bố thí là phước vậy. Lúc bây giờ có một chàng thanh niên tên gọi là Uttara. Anh ta nói chuyện với dân chúng ở bên ngoài, ông ta nói là kiếp này tôi gặp vua Vajasi, nhưng mà đời sau tôi không gặp, không gặp nữa. Ông vua nghe người ta nói vậy, kêu cái anh thị nam đó vào, hỏi tại sao vậy. Cái anh thị nam Uttara mới nói rằng đại vương bố thí cái kiểu này đó là đời sau là đại vương không bao giờ mà đại vương được sanh làm chư thiên mà dồi dào có thiên lạc đầy đủ đâu. Hạ thần có thể bố thí theo cái kiểu khác mà sanh cao hơn nữa. Ông vua ông nói thôi vậy, bây giờ khanh muốn bố thí kiểu gì thì ta cho phép khanh. Thế là anh ta đem gạo ngon ra bố thí, vải tốt ra bố thí, tự tay bố thí và chết sanh về cõi trời Đau Lợi Tawatisa. Còn vua Vajrayasi chết sanh lên cõi Tứ Thiên Vương, mà ông ở trong cái tòa thiên cung trống rỗng, không có người hầu, không có chư thiên hầu hạ, cũng không có thiên lạc sắc thinh hương vị xúc, chỉ là vị chư thiên sống buồn bã ở trong cái tòa đó thôi, gọi là chư thiên cô đơn. Thì thưa quý vị, khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái tài sản chư thiên đó, thì chúng ta mới biết rằng cái chuyện mà sanh lên để chuẩn bị sanh về cõi trời có đầy đủ thiên lạc là một điều không phải chuyện dễ. Sanh về cõi trời mà có tuổi thọ dài, có dung sắc đẹp, có hào quang chói sáng hơn chư thiên khác, có đầy đủ thiên lạc hơn chư thiên khác, có sự an vui hơn chư thiên khác, cái chuyện đó là cái chuyện không phải chuyện dễ. Ở đây khi mà nói đến cái nhân để sanh làm chư thiên đó, chúng ta cần phải chú ý. Khi mà ở trong cái đoạn kinh Vi Diệu Pháp mà nói đến cái phương pháp gọi là Đề Hoa Núi Sa Tí, là niệm thiên đó, thì chúng ta mới đúc kết lại, chúng ta mới nói
Người mà sanh lên làm chư thiên, được tài sản chư thiên là một là do nhờ cái đức tin sắp tha, đức tin đối với Tam Bảo. Thứ hai nữa là do giữ giới. Thứ ba nữa là do bố thí, xả tài. Thứ tư nữa là do đa văn, tức là học nhiều hiểu rộng về Phật Pháp. Thứ năm là phải do trí tuệ. Cho nên đó, khi mà chúng ta muốn sanh lên làm chư thiên, có đầy đủ tài sản, có đầy đủ thiên lạc, thì chúng ta phải có đức tin Tam Bảo tốt. Người Phật tử chúng ta đi chùa có đôi khi thứ bị hời hợt lắm. Chúng ta đi đến, chúng ta đi vào trong chánh điện, thấy người ta lại Phật thì mình cũng quỳ xuống, mình lại cho có lại vậy thôi. Nhưng mà chúng ta không có đức tin đối với Đức Phật. Đức tin đối với Đức Phật là gì? Đối với giáo pháp, đối với tăng chúng là gì? Người mà có đức tin với Đức Phật á, là trong lòng họ bao giờ họ cũng suy nghĩ rằng chúng sanh bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, Đức Phật là người đã tìm ra con đường thoát khỏi sanh già bệnh chết, Ngài thuyết pháp để thoát khỏi sanh già bệnh chết. Mình hiểu được như vậy cho nên mình có đức tin với Đức Phật. Rồi đức tin với giáo pháp, không phải là chúng ta lên tụng kinh EA một vài bài kinh vậy là đủ đâu. Hay là chúng ta bình thường ở bên ngoài, nhiều khi chúng ta một câu kinh chúng ta cũng không thèm nhớ nữa. Mà đến khi chúng ta gặp chuyện hữu sự, chúng ta đi đến chùa này chùa kia để chúng ta xin học một vài bài kinh nó về tụng, tụng cho nó linh ứng. Thì như vậy thưa quý vị, cái niềm tin quý vị hời hợt quá. Tăng chúng, quý vị có niềm tin nó tăng là cái chỗ nào? Các Phật tử chúng ta đa phần là suy nghĩ rằng khi mà mình hữu sự, mình bệnh hoạn, làm ăn thất bại, mình đi đến chùa nhờ mấy sư, mấy thầy tụng kinh cầu an cho, vậy là xong rồi. Cái niềm tin quá hời hợt. Trong khi đó một người có niềm tin ở Tăng Bảo, người đó phải suy nghĩ rằng có những vị xuất gia đệ tử của Đức Phật đã đắc đạo quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đó là chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn là bậc đáng xứng đáng cúng dường. Chúng ta đọc hoài Vậy đi đăng chát ta rí bù rí sa yu gà lý A tha bù rí sa bú kà la E sa phát hoa tô sa hoa cà sang khô. Trong ân đức Tăng đó, Tăng là bốn đôi tám vị, là chúng đệ tử thinh văn của Đức Thế Tôn, là bậc A Hồ Đây Vô xứng đáng được nhận lễ phẩm, Ba Hồ Đây Vô tặng phẩm, Đắc Khi Này Vô là cúng phẩm, Anchekara Này Vô là xứng đáng được chấp tay đảnh lễ, Anuttarang Vô Nhắc Khế Tăng Lô Cát Xá là xứng đáng, là phước điều vô thượng ở đời. Chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên chúng ta cố gắng để chúng ta thực hành theo, và chúng ta nương bóng chư Tăng để mà chúng ta tu tập. Bởi vì sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài viên tịch Niết Bàn rồi thì ai gìn giữ giáo pháp này? Đó là Tăng. Cho nên chúng ta phải quý trọng chư Tăng, và chúng ta phải nghe lời dạy bảo của chư Tăng. Thì như vậy chúng ta mới gọi là cung kính Tăng. Cái niềm tin Tam Bảo coi vậy chứ khó ai đạt được lắm thưa quý vị, chứ không phải chuyện dễ đâu. Rồi ngoài đức tin xong rồi chúng ta phải biết giữ giới. Những chúng sanh sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Si lê nó xuất cả tinh danh tí. Si lê nó xuất cả tinh danh tí. Là chúng sanh sanh về cõi trời nhờ giữ giới. Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt. Năm giới mà mình không có giữ được nghiêm chỉnh thì con đường trời người chúng ta sẽ mất. Chúng ta sẽ mất dấu con đường trời người. Cho nên chúng ta phải biết giữ giới. Nhưng mà nói đến giữ giới đó, thì người Phật tử chúng ta có đôi khi giữ giới cũng hời hợt lắm. Chúng ta giữ giới là như thế này: thân hành cho tốt, khẩu hành tức là nói lời nói cho tốt,
thân hành khẩu hành thế nào gọi là tốt, mình làm việc gì, nói lời gì không có hại mình, không có hại cho người khác thì nên làm, có lợi mình, có lợi người khác thì chúng ta mới làm. Còn cái gì có hại mình, có hại người không nên làm. Mà cái lời nói hay cái hành động nào có lợi cho người khác, có hại mình thì người trí cũng không làm. Mà có lợi cho mình mà có hại cho người khác cũng không làm. Đó là chúng ta giữ giới tốt. Người mà giữ giới đó, không sát sanh là không phải sợ Đức Phật này phạt. Mà người giữ giới không sát sanh là do cái tâm từ bi thương xót chúng sanh mà giữ giới, không sát sanh. Cái đó mới giữ giới đúng. Không trộm cắp, mình không phải vì sợ tụ tội mới giữ giới, mà vì chúng ta nghĩ rằng chúng sanh họ cực khổ, họ tìm ra được tài sản. Giả dụ như mình bị mất tài sản, mình đau khổ không? Do vậy ta sẽ không lấy trộm của ai cả, không cướp của ai cả. Cái đó là chúng ta có sự giữ giới. Không tà dâm, tức là chúng ta hạn chế cái sự ham muốn, cái sự sắc dục. Không nói dối là chúng ta tôn trọng cái sự thật. Chúng ta không uống rượu chất say vì chúng ta trau dồi những cái trí tuệ, cho nên chúng ta không muốn mình say sưa làm cho mất trí, cho nên chúng ta giữ giới như vậy. Cho nên ở đây chúng ta giữ giới cũng là một cách. Rồi bố thí. Ở đây thưa quý vị, một người có cái tâm xả tài, nghĩ rằng khi mà ta có tài sản, ta có được cái ăn cái mặc, có những người bất hạnh hơn thì ta cần phải chia sẻ. Nghĩ như vậy cho nên họ bố thí rộng rãi, họ làm giếng nước mưa nguồn cho những người xung quanh. Giống như là chúng ta có cái giếng nước, nếu mà cái giếng nước đó nước nó được phân nửa giếng, cái chúng ta đậy nắp giếng lại, chúng ta ngăn không có cho người trong làng họ đến họ sử dụng, thế là quanh năm suốt tháng chúng ta chỉ dùng cái nước cũ thôi, cái nước tù động ở trong giếng, mạch nước có thể bị lấp. Nhưng nếu mà chúng ta cho người ta lấy nước giếng trong giếng nhà mình mà đem xài, người ta xài cạn đi thì các cái mọi nước ở chung quanh đó nó sẽ tuôn ra, chúng ta có được cái nước mới để mà chúng ta dùng. Cho nên quý vị đừng có sợ rằng nếu mình có tiền bạc tài sản mình bố thí hết mình lấy gì xài không. Thưa quý vị, Bồ Tát bỏ cho tất cả, cho ra tất cả thì sẽ được tất cả. Cũng như cái giếng nước, chúng ta cho người ta xài cạn thì mai mốt là nó đầy trở lại, một đêm nó đầy trở lại. Đức Phật nói rằng nếu mà chúng sanh biết được cái lợi ích của pháp bố thí thì chúng sanh đó đã không có bỏng sẻn. Cho nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta bố thí để được sanh được cõi trời. Rồi đa văn. Con người chúng ta nhớ một câu thế này: thà nghèo tiền nghèo bạc, chứ đừng có nghèo cái tri thức. Nghèo cái tri thức khổ lắm thưa quý vị. Mà cái tri thức ở thế gian, ở bên ngoài đó, chúng ta nghèo thì cũng tạm được đi. Chúng ta không biết là sử, không biết địa, không biết toán, không biết lý, không biết quá, không sao cả. Không thiếu, chúng ta thiếu kiến thức, cái tri thức đó chúng ta không bị sanh địa ngục đâu. Nhưng mà cái tri thức Phật pháp á, nó quan trọng lắm. Là một người Phật tử thấy mặt mày sáng sủa như vậy mà hỏi ra kinh điển, hỏi ra Đức Phật đã dạy cái gì, quý vị tu tập cái gì, u ớ không biết được thì cái đó thất bại. Cũng như các vị xuất gia cũng vậy, mặc dù thấy mặt y cà sa như vậy, mặt mày sáng sủa như vậy, nhưng mà hỏi ra kinh điển, tặng kinh, tặng luật, tặng vi diệu pháp, không biết một thứ gì hết, thì như vậy là vị đó xem như là nghèo, xem như là nghèo. Chúng ta chẳng thà nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà đều đừng có nghèo tri thức. Mà tri thức chúng ta muốn giàu là chúng ta phải đa văn,
phải thích học hỏi, như vậy nó mới tốt. Rồi trí tuệ, cái chánh diệt kiến này quan trọng lắm thưa quý vị. Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói chỉ đơn giản một người có chánh diệt kiến là người như thế nào? Biết được pháp thiện, biết được căn thiện, biết được pháp bất thiện, biết được căn bất thiện. Như vậy người đó gọi là người có chánh kiến. Biết được sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, đó là có chánh tri kiến. Bao nhiêu đó thôi là chúng ta có đủ trí tuệ rồi. Dạ xoa a la quá cá hỏi Đức Phật. Quỷ dạ xoa hỏi Đức Phật là cái thân chi huynh chi quá tá mô sẽ thân. Đời sống thế nào gọi là đời sống cao quý? Đức Phật nói Panya chi huynh chi quá tá mô sẽ thân. Đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Chúng ta sống trong thời đại bây giờ đó, họ chỉ cạch với nhau về cái tài sản, cái địa vị, cái chức vụ thôi. Nhưng mà thuở xưa đó, các bậc hiền trí đó, họ gặp nhau họ sẽ cạnh tranh với nhau về cái trí tuệ ai nhiều hơn. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng muốn được tài sản chư thiên là chúng ta phải, bây giờ chúng ta phải tu tập đức tin, phải tu tập giữ giới, phải tu tập về bố thí, tu tập về đa văn, và chúng ta phải tu tập về chánh kiến trí tuệ thì chúng ta mới mong sanh về cõi trời, có đầy đủ thiên lạc, có đầy đủ dung sắc, có đầy đủ hào quang, có đầy đủ tuổi thọ. Chứ đâu phải ai mà sanh về cõi trời cũng sung sướng đâu. Quý vị biết cậu Mát Thích Kundalí trong giờ phút lâm chung á, từ nhỏ cho đến năm 16 tuổi, cậu ta sống người cha bỏng sẻn, không có cho, không có biết đi chùa, không dẫn cậu ta đi chùa để làm phước gì cả. Nhưng mà trong giờ phút lâm chung đem cậu ta để nằm ở ngoài mái hiên nhà sắp chết rồi, thì lúc đó Đức Phật đi khất thực ngang, Ngài đứng đó, Ngài phóng hào quang ánh sáng chói lòa, thì cậu Mát Thích Kundalí mới xoay mặt ra thấy Đức Phật. Cậu ta hoan hỷ quá, thấy thần tướng Đức Phật cậu ta hoan hỷ, cậu ta liền trút hơi thở cuối cùng về sanh về cõi trời. Nhưng mà khi mà sanh lên cõi trời, thiên tử Mát Thích Kundalí liền quán xét rằng do nhân gì mà ta sanh về cõi trời đây. Thấy rằng chỉ có mỗi một việc chút xíu là giờ phút lâm chung gặp Đức Phật hoan hỷ sanh cõi trời, như vậy thì cái phước này nó không có bền. Cho nên cậu ta tức khắc trở xuống cõi người, để vừa là để tiếp độ người cha mình, vừa là để đến nghe Đức Phật thuyết pháp đắc quả tu đà quần. Nhờ như vậy mà cái kiếp sống chư thiên của Mát Thích Kundalí mới là tồn tại lâu dài được. Cho nên các Phật tử chúng ta phải nhớ, làm phước là phước cho sâu động, chứ làm phước mà chút chút như vậy là chúng ta không có sanh về cõi trời được đâu. Mà có sanh đi nữa thì cũng sanh chút xíu, thời gian ngắn rồi chúng ta phải bị đọa xuống địa ngục cũng như không. Cho nên chúng ta phải làm phước sâu đậm. Bây giờ chúng ta đã chuẩn bị tài sản chư thiên, tài sản nhân loại rồi, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho mình để làm sao đắc được tài sản thánh nhân. Tài sản thánh nhân ở đây tức là đạo quả tu đà quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả a na hàm, đạo quả a la hán, chứng ngộ niết bàn. Bởi vì ở đây thưa quý vị, niết bàn năng paramang xuất căn, niết bàn là cực lạc. Chúng ta bây giờ chúng ta có cái hạnh phúc của cõi người đó, chúng ta có cái thân đẹp, nhưng mà đẹp bao lâu? Cái thân chúng ta đẹp bao lâu? Hồi mình còn trẻ đó thì chúng ta đẹp, nhưng mà đến chừng mà được ba bốn mươi tuổi thì chúng ta trở nên xấu, chúng ta trở nên xấu xí, bởi vì già rồi chúng ta bệnh rồi chúng ta chết. Còn tài sản mà chúng ta có được, chúng ta nhắm hưởng được lâu không? Không lâu. Rồi chúng ta sẽ phải để lại tài sản cho người khác xài. Thế là bây giờ chỉ có niết bàn là chấm dứt cái sự tăng tư luân hồi, thì lúc đó đó mới được xem như là một người
mới được xem như là cái sự hạnh phúc tối thượng. Bây giờ chúng ta phải đạt đến niết bàn. Nhưng mà trong cái đạt đến niết bàn đó, đạt được tài sản hoặc thánh nhân, quý vị nhớ như thế này, cái điều này chắc có lẽ cư sĩ chúng ta ít có hiểu được. Chỉ có các vị tu nữ thì quả mai là các vị tu nữ, những người nào mà có tu tập đó, thì chúng ta mới biết được cái điều này. Đó là chúng ta phải hành thiền định tứ niệm xứ. Nhớ, chúng ta muốn đắc niết bàn là chúng ta phải hành thiền định tứ niệm xứ. Nhưng mà trong cái hành thiền định tứ niệm xứ đó, chúng ta phải biết cách, cái cơ sở để hành thiền đó. Một, atapi, tức là chúng ta phải có diệt tâm, tức là phải có sự siêng năng tinh tấn, không phải là tùy hứng. Tùy hứng tu bữa hay bữa, hoặc là lâu lâu có thiền sư nào về mở khóa thiền thì thôi mình tham dự, mình tinh tấn lắm. Nhưng mà đến thiền sư đó vừa ra đi rồi mình ở đây mình đóng cốc lại mình ngủ, thì như vậy làm sao đắc được? Cho nên phải atapi là tinh tấn, hai là sato hay là sati, tức là chánh niệm thường xuyên, không phải chánh niệm trong lúc hành thiền không, mà bình thường chúng ta cũng đi đứng nằm ngồi đều có chánh niệm. Ba là sampajano hay sampajanya là tỉnh giác, là chúng ta luôn luôn chúng ta nhận thức được cái điều nào lợi bất lợi, cái điều nào thích hợp không thích hợp, và chúng ta nhất là cái quan trọng nhất là chúng ta tỉnh giác bất si ambulaha vinayo, tức là chúng ta phải có cái trí tuệ quán thấy các pháp hữu vi hay là danh sắc là vô thường, anicchato khổ, dukkhato vô ngã, anattato. Chúng ta phải quán vô thường khổ đau vô ngã như vậy. Khi mà chúng ta có tu tập diệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác và có được một cái sự thấu đáo, chúng ta nhận thức được vô tam tướng là vô thường khổ đau vô ngã, thì chúng ta mới chứng niết bàn được. Mà hai chứng niết bàn thì cứ bước đầu tiên là chúng ta đắc đạo quả tu đầu quần cái đã. Mà đắc đạo quả tu đầu quần rồi, thưa quý vị, là không có tái sanh quá bảy kiếp, không có tái sanh quá bảy kiếp. Nội trong vòng bảy kiếp phải chứng A-la-hán, chắc chắn là chứng A-la-hán. Đắc quả tu đầu quần rồi, chắc chắn không bao giờ trong bảy kiếp đó không có thể thối đọa sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la đâu. Đặc biệt như vậy. Chứ hơn nữa, đắc đạo quả tu đầu quần rồi đó, thì từ đó về sau là những cái ác pháp bị đó sẽ không bao giờ làm, chúng ta yên tâm. Thì đắc quả tu đầu quần rồi tiếp đến chúng ta tiến bậc lên tư đà hàm, là giảm nhẹ dụng ái về sân, chứng ngộ niết bàn lần thứ hai. Rồi đắc A-na-hàm là diệt tận gốc dục ái về sân. Sau khi chết quá sanh về cõi phạm thiên tịnh cư và chứng đạo quả niết bàn ở đó. Rồi tiến hành đến đạo quả A-la-hán là chấm dứt sanh tử luân hồi. Một vị đã đắc A-la-hán đó, rồi vị đó biết rõ mình đã giải thoát, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên là đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác, cái đó mới yên tâm được. Còn khi mà chúng ta chưa có tu hành thiền định tứ niệm xứ thì thưa quý vị, không hy vọng gì chúng ta đạt được cái tài sản thánh nhân đâu. Bất quá là chúng ta làm phước như thế này, giữ giới như thế này, giữ ngũ giới như thế này là chúng ta được sanh làm người là may lắm rồi. Còn nếu không nữa, mạnh hơn chút xíu là chúng ta sanh được cõi trời, được tài sản chư thiên là nhanh lắm rồi. Nhưng mà quý vị nhớ, Đức Phật đã dạy, này các tỳ kheo, ví như cái bộ y phục mà mình đang mặc, dầu cho nó chỉ văng lên một chút phấn, một miếng phấn nơi văng trúng thôi cũng là đã làm cho hôi thối. Cũng vậy này các tỳ kheo, dầu luân hồi một kiếp
cũng gọi là khổ, đừng nói chi là vô lượng kiếp. Cho nên ở đây đó là chúng ta phải cố gắng nhớ là bây giờ chúng ta có ba loại tài sản mà chúng ta phải có. Tài sản nhân loại mình phải đạt cho được, tài sản chư thiên mình phải đạt cho được, và tài sản thánh nhân nhất quyết phải đạt cho được, phải thành tựu cho được. Còn mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có mơ ước thì cũng giống như một người sống ở bên ngoài, nhỏ lớn lên không chịu đi học chữ nghĩa, học nghề nghiệp, không có cái sự mơ ước để được làm ông này bà kia hay làm bác sĩ kỹ sư gì cả, thì coi chừng là chúng ta chỉ có nước đi bán vé số mà ăn đó, chỉ nước đi bán vé số mà thôi, hay là đi làm thuê làm mướn thôi. Còn bây giờ trong vòng sanh tử luân hồi đó, chúng ta phải nhớ là mình phải làm sao có được tài sản nhân loại để sanh làm người sống hạnh phúc, làm sao mình có phước báo nhiều để sanh làm chư thiên, có tài sản chư thiên để được hạnh phúc. Nhưng mà tài sản chư thiên, tài sản nhân loại vẫn còn luân hồi sanh tử, thì bây giờ chỉ mong làm sao để đạt được cái tài sản thánh nhân, tức là đạo quả niết bàn, thì mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì đó là nội dung của thời pháp hôm nay mà sư xin gửi đến quý vị. Sư mong rằng các vị tu nữ và các Phật tử chúng ta nghe hiểu được điều đó, rồi chúng ta cố gắng tu tập như vậy để đem đến cái sự tốt đẹp. Phần phước này sư xin chia phước đến tất cả quý tu nữ, quý Phật tử chúng ta được sự vui tiến hóa, tu hành tinh tấn. Và xin hồi hướng đến chư thiên, mong các vị chư thiên hộ pháp, hộ trì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.